Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like, chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 49 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Đây cũng là nơi mà có nhiều gái xinh nhất Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng vào lúc 2 giờ 45 phút 58 giây rạng sáng ngày hôm nay, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà chung cư 20 tầng đã tràn qua ba tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triển đê của một nhánh sông Dương Tử, xuyên qua tâm điểm con đập Tam Hiệp với một tốc độ khá nhanh và với một lượng nước vô cùng lớn và nhanh chóng vùi lấp san phẳng một khu tự trị hoành tráng và VIP nhất của Trung Quốc. Nơi này nằm cách con đường dẫn vào thị trấn Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc khoảng 30 km. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận siêu lũ ống này hôm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Đông nằm kế bên cạnh vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự nổi dậy của đất, của trời, của mẹ thiên nhiên và sáng sớm ngày hôm nay làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề rồi, nay lại càng bị thê thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và các cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở những nơi này nắm bắt được tình hình rồi. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống vào sáng ngày hôm nay lại dã man đến như thế. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của chính phủ Trung Quốc đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là sự nổi dậy cuối cùng của mẹ thiên nhiên giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì tính từ đầu tháng 6 đến bây giờ là tròn gần 40 ngày, nửa đêm không ngủ. Trung Quốc phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời và đất. Thống kê 40 ngày đêm cho thấy rằng hết mưa to, gió lớn, bão tố, phong ba mịt mờ gây lốc xoáy, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần, vòi rồng và núi lửa đã liên tục dội xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ của Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, lũ ống lại tiếp tục dội xuống. Đáng chú ý hơn cả là nguy hiểm luôn rình rập vào con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong hơn một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh bị vỡ bất cứ lúc nào và trận lũ ống cao tới 49 mét bằng tòa nhà chung cư 20 tầng vào rạng sáng ngày hôm nay. Giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập. Bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây đau thương cho thế giới, những gì Trung Quốc đã cướp đi với các nước trong khu vực, những gì mà chính phủ của Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình thì 40 ngày đêm vừa qua, chính phủ của phía ông Tập Cận Bình đã nhận đầy đủ những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên và cho tới thời điểm hiện tại, trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc trong lúc hoạn nạn. Không phải vì lòng nhân đạo mà ở đây là họ không còn tin vào Trung Quốc nữa. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới ra tay giúp đỡ, ủng hộ Trung Quốc trong trận bão táp phong ba vừa qua, đó chính là chính phủ của ông Hun Sen của Campuchia. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàn, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc thì nay đã có trời, đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừ họa thay cho thế giới và có thể nói rằng sự nổi giận trừng phạt trên quả là rất thích đáng. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Tội lỗi và đau thương nhất ở đây chính là hơn 1 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục. Họ rất thương cho những người dân của nước này bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc chính là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập thì có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi, bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng rưỡi qua nên lượng nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng nhất của Trung Quốc gây ra sạt lở nghiêm trọng, lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện. Không những thế, một số tỉnh phía Nam như Trùng Khánh, Hồ Điệp, Vân Nam của Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp hai vụ động đất mạnh với cường độ từ 3,5 đến 4,9 độ Richter, khiến cho những nơi đây biến thành đống đổ nát và tro bụi, không khác gì sa mạc bị bỏ hoang.
do lượng nước xả từ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra Biển Đông không ngăn được dòng chảy với tốc độ cao lên tới 50.000 mét khối trên giây đã tạo thành lũ ống và lũ quét. Tuy nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 18 phút thôi, nhưng những nơi nó đi qua đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới 1.798 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, cây trái hoa màu hầu như đã bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ 28 tỉnh phía Nam của phía Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam của Bắc Kinh vẫn chìm trong mực nước lên tới 4 đến 5 mét, thậm chí có nơi trũng lên tới 9 đến 12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh hoặc các video do người dân ở Phượng Hoàng cổ trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao tầng tới 9 đến 10 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập, những tầng dưới coi như bây giờ chỉ còn để nuôi cá và nuôi cua. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được, bởi chính phủ của Trung Quốc phải mất rất nhiều năm nữa cũng chưa chắc khôi phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới, lượng mưa, lũ quét, sạt lở, động đất và sóng thần liên tục xảy ra tại 31 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc và có thể gây ra những nơi khác xung quanh đó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen tối với cả phía Trung Quốc khi mà các nhà phân tích cho rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn luôn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của Bắc Kinh. Họ rất tự hào về những điểm du lịch này, nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay tính đổi nét thì rất có thể mẹ thiên nhiên, trời và đất sẽ nổi giận săn phẳng những nơi kể trên. Thưa quý vị, có thể nói rằng nghiệp báo hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang dồn dập đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì những sai trái và sai lầm của ông ta làm cho nền kinh tế của Trung Quốc rơi vào một tình cảnh thập tệ nhất trong vòng gần 100 năm vừa qua. Đầu năm, Trung Quốc dính vào con virus Vũ Hán tàn phá hết sức nặng nề, thì nay lại có thêm sự nổi giận của đất, của trời sẽ làm cho Trung Quốc bị kiệt quệ. Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là dự báo âm và tăng trưởng chậm nhất trong vòng 100 năm qua. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc đang không tin vào người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có được một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng mong mỏi nhỏ nhoi đó đang bị chính người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi tham vọng của mình, muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 trên thế giới vượt qua Mỹ và Nga. Chính ông Tập Cận Bình đã quá nóng vội, đã mắc phải quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc bây giờ chỉ còn có Pakistan, Nga là còn giữ quan hệ với cả Bắc Kinh. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất này đã cắt đứt quan hệ với Trung Quốc vì chính Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Hiện trên thế giới chỉ còn một nước duy nhất, đó là chính quyền của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia là thân cận với Bắc Kinh. Được biết, chính phủ Campuchia đã chi viện 20.000 tấn gạo và mì gói cho người dân của Trung Quốc khi mưa lũ ập đến. Điều đó cho thấy rằng đệ tử của ông Tập Cận Bình là ông Hun Sen tỏ ra rất trưởng thành. Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trận siêu lũ ống rạng sáng ngày hôm nay sẽ là trận trừng phạt cuối cùng của trời và đất. Nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình biết ngồi lại và nhìn nhận ra những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua, đồng thời chính quyền của ông ta phải biết cúi đầu sám hối và tự hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt, bành trướng ở ngoài Biển Đông nữa, không đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, nhất là với Ấn Độ và Triều Tiên, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không mẹ thiên nhiên mà giận dữ lần nữa thì chắc chắn con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị bắn vỡ và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ, nhưng để làm được điều đó thì ông Tập Cận Bình phải nhận ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết rằng hiện ông ta vẫn đang rất hống hách, quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa quanh quần đảo Phú Lâm giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây, hai chiếc máy bay B-1B và B-52 của Mỹ đã bị không quân hải quân của quân đội Bắc Kinh xua đuổi quanh quần đảo Phú Lâm bởi vì họ cho rằng vùng biển này thuộc vùng biển của phía Trung Quốc bởi vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của nước nào xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò cũng như 7 hòn đảo phía Trung Quốc thì đều bị đánh sập. Quân đội của Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính, vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát lên vùng biên giới của Ấn Độ. Bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi của Ấn Độ và nổi tiếng khắp trên thế giới.
nhiều nhà phân tích cho rằng trong nước thì liên tục bị động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, lũ ống. Nhưng Trung Quốc lại không quan tâm tới người dân, vẫn đem quân đội đi dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước. Điều đó cho thấy rằng tham vọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là rất lớn, mà các cụ nói rằng tham nhiều thì thâm nhiều. Vì thế, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Nga, của Nhật, của Mỹ cho biết, Trung Quốc trong một đến vài tuần tới vẫn liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là lũ quét, lũ ống. Bởi vì mưa to liên tục xuất hiện, bão tố mịt mờ liên tục giáng xuống đầu của Trung Quốc, và chắc chắn rằng trong thời gian tới, nhiều thành phố của Trung Quốc sẽ sống trong cảnh ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới mà chúng tôi vừa mới cập nhật được về việc Trung Quốc đang vật lộn khắc phục điểm yếu lớn nhất của tiêm kích tàng hình G-20. Trong số tất cả các máy bay chiến đấu trong kho vũ khí của Trung Quốc, không loại nào quan trọng bằng tiêm kích tàng hình G-20. Nhưng G-20 giống như tất cả các máy bay Trung Quốc khác đều gặp khó khăn do thiếu động cơ phản lực hiệu suất cao và bền bỉ. Vấn đề đó đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong một thời gian dài, và đó là một trong những vấn đề mà Bắc Kinh đang nỗ lực khắc phục. Nhưng việc sản xuất động cơ phản lực cực kỳ phức tạp. Timothy Hale, một nhà nghiên cứu quốc tế và quốc phòng cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Rand Corporation Mỹ, nói với Insider rằng có một vài công nghệ thực sự đang ở đỉnh cao của các ngành sản xuất, chế tạo và động cơ phản lực là một trong số đó. Những công nghệ cao cấp này rất khó để làm chủ nên rất ít quốc gia thành công. Nhiều quốc gia đã thất bại, Hale nói thêm. Khó khăn chính nằm ở khâu luyện kim và gia công. Ví dụ, một động cơ trên máy bay dân dụng Boeing 747 có ít nhất 40.000 bộ phận. Nhiệt độ trong động cơ đó có thể lên tới 1.370 độ C và cánh quạt của nó có thể quay hơn 3.000 vòng một phút trong chuyến bay kéo dài nhiều giờ. Bản thiết kế cho một động cơ như vậy có thể được sao chép, nhưng bí mật để sản xuất và tạo hình các bộ phận kim loại có thể chịu được nhiệt độ đó và quay với tốc độ khủng khiếp như vậy trong hàng nghìn giờ, chưa kể đến các yếu tố bên ngoài như lực cản gió và ăn mòn mà không bị nứt vỡ, không dễ tìm kiếm. Một bất lợi khác đối với Trung Quốc là các chủ thể được giao nhiệm vụ phát triển những cỗ máy phức tạp này lại là các doanh nghiệp nhà nước. Nói về lịch sử, các doanh nghiệp nhà nước phải vật lộn với sự đổi mới và phát triển công nghệ tiên tiến. Việc dựa vào kỹ thuật đảo ngược sao chép cho thấy đây là vấn đề của Trung Quốc, mặc dù chắc chắn có những ngoại lệ. Hale nói, họ giỏi khi chỉ sao chép các thành phần đơn giản hơn và xây dựng những thứ đơn giản hơn. Tất cả những điều này sao chép động cơ máy bay đòi hỏi trình độ chuyên môn và năng lực mà các doanh nghiệp nhà nước thường không giỏi lắm. Bạn phải nhận ra những hạn chế của các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc khi nói đến đổi mới. Trung Quốc nhận thức rất rõ vấn đề động cơ máy bay của họ. Liu Xiaosang, phó giám đốc Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Nhà nước Trung Quốc, năm ngoái đã gọi việc phát triển động cơ phản lực trong nước là một nhiệm vụ chính trị nghiêm túc và cấp bách, và nói rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Các quốc gia thành danh trong ngành hàng không đã trở nên khắt khe hơn với chúng tôi khi tiếp cận công nghệ, Liu nói, và cho biết thêm rằng những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm hạn chế công ty viễn thông Trung Quốc Huawei cho chúng ta biết rằng công nghệ quan trọng không thể mua được, ngay cả khi bạn chi rất nhiều tiền. Trong nỗ lực tiếp cận trực tiếp những bí mật về sản xuất máy bay phản lực, công ty hàng không nhà nước Trung Quốc SkyLion đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen, đã cố gắng mua cổ phần kiểm soát một Motorsig của công ty Ukraine, một trong những nhà sản xuất động cơ trực thăng, máy bay phản lực và tên lửa lớn nhất. Nhưng chính phủ Ukraine năm nay đã dừng thương vụ này, nhiều khả năng là do áp lực từ Mỹ. Bất chấp thất bại, Trung Quốc đã đạt được một số tiến bộ. Các biến thể hiện đại của động cơ WS-10 đã tiến bộ đến mức một số máy bay phản lực của Trung Quốc đang được trang bị chúng, bao gồm nhiều chiếc G-20. Các nguồn tin Trung Quốc cho biết, WS-15, một động cơ được thiết kế đặc biệt cho G-20, có thể được hoàn thiện trong vòng 1 hoặc 2 năm, và một khi những động cơ đó được lắp đặt, G-20 sẽ ngang hàng với F-22 Raptor thế hệ thứ 5 của Mỹ. Nhưng nhiều thách thức vẫn còn, sự phức tạp của vật liệu và quy trình luyện kim, chi phí thuê, mua và duy trì đội ngũ chuyên môn khoa học và gia công, và sự miễn cưỡng của các quốc gia khác trong việc hỗ trợ Trung Quốc vì lo sợ bị đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ chỉ là một số ít trong số đó. Trung Quốc đối mặt với tình trạng khó khăn tương tự trong việc sản xuất vi mạch và chất bán dẫn cao cấp. Bất chấp hàng trăm triệu đô la và những nỗ lực lớn của các doanh nghiệp nhà nước, Trung Quốc vẫn chưa thể tạo ra chip máy tính của riêng mình. Lý do là một số công nghệ này cực kỳ khó thực hiện và bạn ném bao nhiêu tiền vào nó cũng không quan trọng nếu bạn không có sự kết hợp phù hợp giữa con người, công nghệ và kỹ năng, ông Hale nói.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.